Minasan konnichiwa. Nhật ngữ Hoa Sen xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại đây cùng với Nhung. Ngày hôm nay Nhung sẽ cùng các bạn chúng ta đi tới với một bài học mới. Bài học ngày hôm nay của chúng ta thì khá là đơn giản. Nó sẽ là danh từ đi cùng với trợ từ đế. Và ý nghĩa của nó sẽ là do danh từ hoặc bởi hoặc vì danh từ nêu lên nguyên nhân. Ở ví dụ đầu tiên chúng ta có Kazede Gakko Yasu Mimashita, tức là sao à? Bởi vì bị cảm cho nên là đã nghỉ học ở trường. Kazede Gakko Yasu Mimashita. Chichi wa shigoto de America ni itte imasu. Cha tôi thì vì công việc cho nên là đang đi Mỹ. Chichi wa shigoto de America ni itte imasu. Ở đây kaze và shigoto đều là lý do hết. Nào, nhìn vào bức hình và chúng ta có thể đoán được đây là tai phù đế do bão, bởi vì bão. Denki ga kiemashita, mà đã cúp điện. Tai phù đế denki ga kiemashita. Còn ở đây chúng ta có thể nhìn thấy là vì gì nào? Bởi vì tuyết. Yuki đế densha ga tomarimashita. Yuki đế densha ga tomarimashita, có nghĩa là bởi vì tuyết cho nên là tàu điện đã dừng lại. Cảm ơn các bạn đã tham gia buổi học ngày hôm nay cùng với Nhung. Ngày hôm nay buổi học khá là đơn giản và dễ dàng. Tuy nhiên các bạn cũng đừng quên làm bài tập để chúng ta có thể ôn lại và nhớ được lâu hơn. Hit minasan, sayonara, mata mai.